Huy đang đi coi pha muộn này cả nha. Ở ngay dưới Huy đi bộ cà phê mà thấy có cái chỗ đây người ta có hay ở này. Cửa sổ thì như thế này nè. Phòng thì có một cái giường luôn, có một cái kệ, cái máy lạnh. 8.000 là cỡ 5.6 triệu, nhưng mà nếu điện nước luôn là cỡ 3.000 á. 3.000 nữa là thành 11.000. Có cái tủ như vậy. Phòng có hai cái ghế. Chỗ đó bàn trang điểm nha. Được, phòng nó ấy là nó không có mới đâu lắm, nó là kiểu apartment đó cả nha, nhưng mà nó gọn gàng hơn, nó nhỏ hơn cái phòng của toilet thì như thế này đó. Hay phương đu. Cái chị đã dẫn Huy đi coi này. Anh ấy bật bật có đai xem mấy không? Bật bật đai mấy? Cái này mở ra cũng được nha cả nhà. Mở ra được nè. Đó. Huy tưởng mở không được, ấy là sợ vô dung là cái mũi nó vô. Đó, ở dưới đất luôn, dưới nhà gần nhà Huy luôn á cả nha. Đó, như này đó. Cũng đó, cái phòng này như này cũng ok. 8.000. Nó cũng gọn gàng hơn. Hôm này. Hôm nay sẽ mày khách. Huy sẽ vô đây Huy coi. Phòng này thì tại e ní mấy mấy mượn hong nắn lo à có mi hay e ní anh ní chạy mấy đai, cái này là cũ rồi, cái này mới. Có mấy quạt thì cũng giống, với là cũng giống cái phòng hồi nãy á này cả nhà, cũng là cửa sổ vậy luôn á, nhìn xuống cái nhà hàng Trung Quốc á. Hơi hay đi bộ ngang giường nè, cái đây là người ta là quét dọn tham quan sạch là Brahmana thấu lại nương trắng khắp. Đó, cái ở đây là giặt đồ miễn phí luôn, người ta làm phòng cho mình luôn á cả nhà, giống như khách sạn vậy đó. Đó, ở ngoài đây có cái khu giặt đồ, để Huy coi thử cái khu này đó. Máy lạnh điện thì như thế này nha, khoảng nếu mà dùng được khoảng 2 triệu, tại vì ở cái chỗ chung cư cái khu xì lõm nó mắc lắm. Với là cái khu mà không phải cái chỗ ở mà là apartment nó rẻ hơn, nhưng cái tiền điện nó sẽ cao hơn cái sang trọng là condo. Thường thường bên này dễ, còn ngồi đây là giặt đồ. Mình để đồ ngồi đây nè cả nhà. Coi cái view. Mấy cô đó làm phòng cho mình luôn, chỗ đó làm bếp rồi luôn ha. Coi cái view ra view gì vậy. Mấy cô đó giặt đồ gối mền rồi nè. Nói chung ở đây cũng giống khách sạn. Đó, bên đây khách sạn này. Có con mèo. Mấy cô đó thì ở trong mấy cái phòng đây. Có máy giặt ở dưới đây. Đây, Huy mới hỏi xong chỗ đó rồi này cả nhà. Cái chỗ đây là mướn 1 tháng ở vẫn được nha. Có nghĩa là 1 tháng mình vẫn ở được. Nếu mà Huy kẹt quá, Huy ở 1 tháng rồi người ta vẫn trả lại deposit cho Huy là 6.000 baht. Deposit không phải là 2 tháng mà là 6.000, là ở 1 tháng vẫn được trả lại. 6 x 7 là 4.2 triệu. Đó, bước ra ngoài đây là cái khách sạn nè. Rồi cái quán cà phê ngay đây Huy hay uống nè. Khách sạn mới xây đợt Covid giảm giá rồi đó. Ngay nhà Huy dưới đây luôn, gần nhà Huy luôn. Ngay đây có cái nhà hàng người Tây hay ăn đó. Bên đây quán Nhật, ở đây quán Trung Quốc. Đó, chỗ đây quán Nhật. Ở đó là mướn, nếu mà mọi người muốn mướn tủ lạnh á là 500 baht. Người ta cho mướn luôn. 500 baht không biết 1 tháng chắc là mướn một lần. Là 350.000 thì người ta sẽ cho mình mượn cái tủ lạnh luôn. Thôi có tủ lạnh đâu cần mượn, phải bưng lên. Rồi ở dưới kia cũng có cái chỗ cho thuê một lần 9.000 baht. Mày Huy chưa để đi hỏi luôn rồi thôi. Đi hỏi luôn rồi chứ. Để xuống rồi đó hỏi.
chỗ đây thì rẻ hơn, chỗ đây là một mấy cô đã nói làm phòng mỗi ngày luôn, còn giặt đồ là chỉ có cuối tuần là không có giặt, còn ngày nào mình cũng giặt cho mình được. Nhưng mà Huy thấy trong cái tờ giấy á, người ta ghi là giặt là một ngày á, là giặt một bộ, một cái áo, một cái quần rồi vậy á, là người ta giặt cho mình, mấy cái cô đó giặt cho mình luôn 24 giờ đồ này nọ rồi luôn á, bảo vệ 24 giờ đó. Chỗ đây nè, đó cái chỗ đang sau lưng đó, cái nhà đó đó cũng là cho thuê luôn á, nhà đây cho thuê rồi, nhà đã cho thuê luôn, cũng nhiều phòng mà chỗ đó là cũng một tháng là 9.000, 9.000 mà phòng nó sạch hơn, nó đẹp hơn, 9.000 là 9.000 là cỡ 7 triệu, 9 x 7 là 6.3 triệu, nhưng mà là một tháng tiền điện nước á là cỡ 2.000, là cỡ 1.4 triệu, còn nếu mà mở máy lạnh nguyên ngày là cỡ 3.000, ở chỗ đây cũng vậy, còn nếu mở máy quạt không là nhiều khi có 500 bạc, là cỡ 350 á, nếu mình xài tiết kiệm á. Người ta tưởng mới đi xe ôm là 3.5 triệu, còn cái chỗ đó là đóng tiền deposit á, ở một tháng vẫn được lấy lại tiền deposit vẫn được, là tiền deposit là 10.000, là 7 triệu, còn nếu mình ở một năm thì người ta giảm bớt chắc còn 8.000. Cái chỗ đấy cũng 8, không, cái chỗ đấy 7.000 là 4.9 triệu, cái chỗ dưới đây nè nó cũ cũ hơn chút, nhưng mà nó là chưa dạng như chung cư, còn cái kia là cái nhà người ta cũng làm. Nói chung Huy đang nói, nhưng mà Huy thấy cái chỗ này nè, nó sang trọng á, mà nó cũng mới mở, cho nên Huy lên quay cho cả nhà xem nè. Cái chỗ đây thì là cái giá là 26.500, là cỡ 18.5 triệu Việt Nam mình nha. Thì cái phòng nó đẹp, nó sang trọng, 18.5 triệu là thành 37 triệu. Nếu mà ở là cần 37 triệu tiền cọc, với lại thêm một tháng ở 18.5 triệu nữa. Đó, có máy giặt, có bếp, còn ngoài đó là phòng phơi đồ, có microwave, có tủ lạnh, rồi có view. Nói chung cái chỗ đây Huy quay thêm có cái bàn, có cái ghế salon, có cái view đường Surawon, khu trung tâm của Bangkok. Nói chung là cái nhà của Huy ở là ngay đường Xì Lõm với đường Narathiwat với đường Surawon, là ngay cái khu trung tâm của Xì Lõm á cả nhà. Nói chung là tiện lắm, nói chung ở cái chỗ đây là tiện, mà dù ở mấy năm không có muốn đi chỗ khác cả nha, nhưng mà đi lên đi quay cho cả nhà xem gì đó. Chứ cái chỗ này sao có điều kiện ở cả nhà. Nói chung một tháng cũng không có đủ ở một tháng luôn á. Mà nói chung ở một tháng là phải có 3 tháng. Đó, mà một tháng còn không ở được rồi sao ở. Vậy bộ quay lên quay lỡ đâu, hiểu không? Đi quay cho cả nhà xem, cho những cái người mà có điều kiện á, người ta biết thêm cái chỗ này. Đó, cái chỗ này nè cả nhà, 26.500 baht một tháng, nhưng mà mình phải mướn một năm. Đó là cái chỗ đó đó. Cái chỗ cái nhà đó đó người ta mới thay lên. Là cỡ 18.500.000 Việt Nam mình một tháng, nhưng mà mình phải đóng gọi là đóng tiền cọc 2 tháng. Là cỡ như 37 triệu. 37 triệu là tiền cọc, xong rồi 18.500 là tiền một tháng ở. Không biết điện nước tính sao ta, chưa hỏi, quên rồi. Quên hỏi điện nước cả nhà ơi. Quên hỏi điện nước, chết cha. Để có cái quán cà phê dưới kia. Thôi mới hỏi tiền điện thì nói chung là cỡ 9 baht. 9 baht một cái chỉ số điện đó. Thì ở cũng khoảng 2.000. 2.000 nếu mình ở máy lạnh rồi đó. Cái chỗ đó là sang trọng rồi, phải ở máy lạnh thì 2.000. Thì giống như mấy cái chỗ kia cũng vậy. Thì giá cũng vậy, 2.000, 3.000 một tháng, giống như nhà Huy á. 8.000 mà cộng vô tiền phí quản lý rồi nữa. Cái chỗ Huy là có phí quản lý nữa đó nha cả nhà. Là thành 12-13.000, là thành gần 10 triệu. Cô Huy là có cái chỗ đó, trong phòng giặt đồ không có cho chó mèo, nhưng mà cái người chủ người ta rất là thích chó mèo, cho nên là vẫn nuôi được á, cái chỗ đó là nuôi chó mèo được á. Ở đây là có quán cà phê nè, vô uống này. Studio, a new concept art hostel located. Ở đây là hostel luôn á cả nhà. Nè cả nhà, ở đây là cái quán cà phê mà người ta có chỗ cho mình ở luôn, khách sạn dorm á. Đây, ở coi thử nha.
Ten Studio is a part of Ten Hostel Town Cafe that boosting the news for the creating with the international connect people with the art culture. Cái chỗ này người ta giống như là liên kết ấy, làm kết nối những cái người mà yêu thích nghệ thuật với lại văn hóa đồ mọi người. Một cái nơi mà những cái tình bạn phát triển và nói chung là đó, nói chung là vậy á. Ý là cái chỗ đây nè, người ta làm cho quán cà phê nhưng mà dạng như là một cái nơi để giao lưu giữa những cái người mà yêu nghệ thuật văn hóa. Hay quá không? Cà phê 105 bạc. Đó, 105. Trong đây có qua có khách sạn nữa, vô coi luôn không? Cả nhà muốn không? Rồi Huy vào bên trong cái quán cà phê đây. Huy uống một ly cà phê rồi Huy mới đi mua cà phê để Huy tiết kiệm. Và uống rồi đi coi nhà rồi luôn á, có sức á. Phải uống, kiêng không có được cả nhà ơi. Kệ, uống luôn. Đó, Huy làm một ly cà phê Thái Lan style, mùi berry gì á, nhiều đó, 100 mấy. Nói chung ở đây mấy cái người đất nước khác tới du lịch nó ở, tại vì những cái người thường uống trong đây là thường thường những cái người mà ở trong cái khách sạn này, nó là hostel, nó là lát nữa Huy sẽ lên quay cho cả nhà xem những cái phòng ở trên đây để mọi người biết thêm. Cái chỗ đây nè là gần nhà Huy luôn, Huy đi ngang Huy thấy nhiều lần nó ủa sao cái quán gì cũng được quá ha. Ai ngờ đi lên là lầu 2 là cái bàn dài thòn lòn luôn, dài giống như cái sông luôn á. Dạ, giống như bơ cơn, cái miếng gỗ đó không biết ở đâu ra vậy. Cái miếng gỗ đó chắc cái đại thù luôn á. Còn ở ngoài khu này có cái mấy cái chỗ ngồi tôi cũng đẹp. Ở trong đây nè, đi vô trong đây quay cho cả nhà nè. Mà phải có thẻ, cho nên ngồi cứng ngắc ở chỗ đây. Uống có cái uống cà phê đó. Nhưng mà giờ vô được rồi nè. Cái anh này đó, vô được rồi đó. Cái phòng này là nhiêu ta? 1200 là 700, thêm 200 là 140 nữa, thành 1840 ngàn. Nhưng mà nói chung là book trên mấy cái ấy thì nhiều khi rẻ hơn, mình phải book trước. Còn nếu mà uống vô ở luôn á thì nhiều khi không có phòng. Nhưng mà nếu mà có phòng thì mình trả luôn, vậy mình khỏi mất công phiền book. Nói chung tùy cả nhà muốn sao cũng được. Nói chung cái phòng nó cũng ok quá ha. Đó là cái phòng 1840. Còn cái phòng dom như thế này nè, thì từ từ đã Huy cái phòng dom á thì là nhiều người, nhưng mà mình cũng có cái cửa, cái rèm mình đóng xuống đó, rồi có một cái tủ đựng những cái vali bự của mình vẫn bỏ vừa vào đó. Mấy cái tủ bự hơn, cái tủ đó bự lắm. Phòng nào thì cái tủ đó có chìa khóa đàng hoàng, không có sợ bị mất đồ. Ở dom nhưng mà cũng an toàn. Mà 600 thiệt ra cái phòng 600 là cũng ở được cái phòng riêng ở bên này rồi. Nhưng mà điều cái chỗ này nó ok. Nó phòng dorm thì 6 x 7 là nhiêu ta? 420 ngàn Việt Nam mình một cái đêm ở. Nhưng mà thiệt ra 600 là vẫn có không ta? Không, nhưng mà cái khu trung tâm là cái giá vậy là đúng rồi á. Cái khu này ngay trung tâm luôn á cả nhà. Phòng không có giá rẻ đâu, phòng riêng. Nhưng mà ý là khi nằm chờ giống như dịch này nọ thì người ta mới giảm giá những cái phòng ấy thôi, chứ 600 là đúng rồi đó. Cái phòng này nó sang trọng, nó có cái rèm, có tivi ở bên trong nữa, giống như hồi ở Đài Loan á, cũng có cái tivi ở bên trong cho mình coi, không có cô đơn. Và nó có cái khu tiền, nói chung nó có cái khu sinh hoạt, và nó có thang máy, có 3 tầng mà cũng thang máy. Tại vì biết sao, mấy cái người đi du lịch người ta khiêng đồ nặng á, cho nên người ta phải làm thang máy, cho nên mấy cái tiền cơ sở vật chất đó, nó mắc là do cái chỗ này nó có cái chỗ ngồi, rồi nó xây cái cà phê cho mình rồi đó. Nó có microwave mua đồ trong 711 về khách sạn ăn hoặc là ngồi đây cái phòng tiền sảnh rồi đó. Rồi ra ngoài là cà phê cái đường Surawan trên lầu 2 là cái bàn dài đó. Mà trước khi đi cái chỗ này nè, Huy kể cho nghe, Huy đi cái chỗ sát cái chung cư của Huy á, cái ông chú đó, bảo vệ ông nói chứ cái chỗ đây mắc tiền lắm, không có tiền ở đâu. Giờ ông nhìn Huy, ông tưởng Huy con nít. Huy đi bên này nhiều chỗ người ta tưởng Huy chưa đủ 18 tuổi bấp rồi á, là người ta bắt là lấy bách ba ra người ta kiểm tra. Tại vì có nhiều người nhìn Huy người ta không nhìn chưa kỹ, cho thiệt ra mắt Huy, mấy cái người biết cách nhìn là người ta nhìn Huy cũng nhiều người nhìn ra 40 tuổi luôn á, chứ mà Huy đâu có tới 40 tuổi. Huy chỉ có là U40 thôi. U40 là dưới 40 chứ không phải là under 40, chứ không phải là trên, là O40 là over rồi. Còn Huy là U40 là 34 tuổi thôi á.
Đó. Cho nên là cái ông chủ động nói chứ không có tiền ở đâu trên 10 ngàn là 7 triệu. Mà cái chỗ đó là nó thiệt ra cái chỗ mà sát bên nhà Huy là cái chung cư đó nó còn không bằng chung cư nhà Huy mà. Nhưng mà do hồi xưa là Huy có cái người giúp cho Huy đâu có giỏi giang gì đâu. Nhưng mà Huy cũng có bài học cho riêng mình. Nhưng mà nói chung ông chú đó ông nói vậy á, cái Huy Huy nói dạ giờ chú. Giờ bỏ đi. Xong rồi Huy cũng vui ghê tại vì Huy nghĩ là ông chú đó ông nghĩ mình không có tiền là do mình trẻ quá. Cái Huy nghĩ mình trẻ, mình vui ghê. Còn cái chỗ hồi nãy 20 mấy triệu á, bao nhiêu ta, 26, 18 triệu á, là cái anh đó nhìn Huy tưởng Huy người nước ngoài, anh tưởng Huy có tiền. Nói chung cả người nhìn Huy thì tưởng Huy giàu đồ lắm, rồi cả người thì tưởng Huy trẻ không có tiền. Giờ đi tiếp này, vô chỗ đây nè, Nghe gì nè, đi á, xin tiền. Anh ấy máy mì tivi xem anh không? Hai cái tủ, một cái bàn trang điểm, hai cái tủ giống nhau. Phòng này là 10.000 bạc nha cả nhà, có tủ lạnh nè, chắc là người ta mới ở. Giăng máy bịt, giăng máy bịt phải. Đây là phòng toilet nè cả nhà, đèn vàng, đèn vàng, cái vòi sen là nó ấy ấn vô tường nhỏ nhỏ này. Toilet cũng sạch sẽ, cái màu y chang cái phòng Huy. Bên đây cái chung cư apartment nó giống giống vậy nè, có một cái ghế salon ở đây. Nói chung ở đây cũng có đồ hết rồi, còn cái phòng Huy là không có đồ Huy mua. Cái phòng ở đây cũng gần nhà Huy nè, cái đó tòa nhà mà hệ nó hồi nó cả nha. Nói chung đây là những cái chung cư Huy đi kiếm gần nhà Huy đó, mấy cái người đó ở Sri Lanka giờ đi về nước đó, người ta mướn ở đây. Ở đây có cho thuê phòng luôn á cả nha, thuê phòng mà một ngày á, một ngày là 700 bạc, là cỡ 490 ngàn hay 800 gì quên rồi. Còn cái nhà Huy là bên kia đường kìa đó, bên đây. Còn mấy cái nhà đây là Ashton rồi đó, 30 ngàn, mướn là cỡ 21 triệu đó, mấy cái tòa nhà mà sang sang đó. Nhưng mà cái tiền điện nó sẽ rẻ hơn ở bên này nha. Chung cư thì nó cái này rẻ, cái giá rẻ hơn nhưng mà điện nước nó mắc hơn. Cà phê nám tháo lai của núi hay không? Ok không. Cái này cái giường cũng rồi, chào tạm biệt các phần 10.000 bạc. 10.000 là 7 triệu, 7 triệu một vào tháng. Nhưng mà để tôi xuống đi hỏi thử. Nói chung cái phòng, những cái phòng này ở đây thì nó giống cái nhà Huy, tại vì nó là apartment nha cả nhà. 10.000 là mắc hơn phòng của Huy luôn á. Nhưng mà nó có cái ban công ha, nó có cái ban công của Huy cũng có ban công nhưng mà của Huy là nó có lưới lại. Và đây là gì ta, khó khoan ở luôn mưa kẹp thuốc hoang ru na kẹp rón tháo khả bay nay hoang máy thọt quấy tròn thang đơn nó hơn thưa hoàn viết rối khoảng hàng đơn phần. Đây hơi xuống dưới này. Cái ý ý là người ta ghi cái câu đó là giống như là ý là bỏ cái đôi giày của mình trong phòng chứ đừng có để ở ngoài cái phòng, để cho cái đường đi nó có cái đường đi về. Nói chung là người ta ghi vậy á. Còn ở dưới đây là khu vực tiền sảnh của cái chỗ cái chung cư này nè. Ở chỗ đây có phòng 7.000, 8.000, 9.000 nhưng mà hết rồi, mấy cái phòng rẻ hết rồi. Còn cái phòng đã 10.000 là 7 triệu, 7.000 là rẻ hơn phòng Huy, 7.000 là cỡ 4.9 triệu. Nếu mà 7.000 thì được hơn, tại vì bằng prom á, bạn sẽ, nếu mà bạn ở chung với Huy là share phòng ra thì giá nó sẽ được. Còn không là nói chung là Huy đi coi tiếp hay sao. Ở dưới đây có cái máy tập thể dục, có vui vui ha, có cái máy rung rung này, có mấy người ngồi trên cái máy trang điểm này rung 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 đó. Cái khu vực tiền sảnh ở đây có thuê một ngày nữa, hồi nãy quên đó, 700 hay 800 gì á một ngày cũng thuê một đó. Ở dưới đây cũng có toilet này, ở ngoài đây là đó. Nói chung là xe hơi thì để ở dưới tầng đất, còn của Huy là ở trên lầu. Cái chỗ đây là ở một tháng vẫn được,
Nhưng mà ở đây á thì cái tiền deposit nó mắc hơn những cái chỗ kia. Mấy chỗ kia là 6.000 hoặc là 9.000. Nhưng mà ở chỗ đây á là giống như mấy cái chỗ bình thường người ta thuê là 2 tháng. 2 tháng nha cả nhà, có nghĩa là 2 tháng rồi 1 tháng nữa là 3 tháng. Có nghĩa là 2 tháng là 14 triệu, là Huy phải có 14 triệu Huy đặt cọc. Sau đó là Huy đặt cọc thêm 1 tháng nữa là 7 triệu nữa. Đó. Nói chung là muốn vô ở là phải có 14 triệu với 7 triệu là 21 triệu. Nhưng mà nếu ở 1 tháng á, là vẫn được. Có nghĩa là mình vẫn lại lấy lại được tiền cọc cái chỗ đây nè. Nhưng mà mình phải cho người ta thêm 1.000 bạc. Là do mình chỉ ở ngắn hạn 1 tháng thôi á. Còn mấy cái chỗ kia ở 1 tháng là vẫn được, không có cần thêm. Tùy chỗ, chỉ có không, hai cái chỗ đầu tiên thôi. Ở đây nó có mấy cái chung cư rất là nhiều xung quanh nè. Đi coi thêm không ta? Hoàng Nam à. Mì TV hả các? Phòng này là 9.000 là sao, để Huy hỏi lại nha. Chờ chút, 9.000 là 6 triệu 3. Giường đồ sạch sẽ, cái chỗ đây là sạch. Đó, cái chỗ đây là sát cái chỗ bên kia mà. Cái chỗ đây là sát cái khách sạn đó. Cái bên kia là 7.000. Ồ, có cái anh Tây ngồi cái chỗ ban công đẹp quá không? Xăm lên cái đầu đẹp ghê á. Sao đi coi nhà mà đi coi cái âm đó ta. Đó, ồ, có cái tivi, alo, cái máy tủ lạnh. Có, trong đây có két sắt ở 1 tháng được, kiểu giống khách sạn đó mọi người. Nói chung là không có ban công. Mấy mì balcony hả? Lộc mấy mì phim. Mấy mì lông phát cái quên ở là biên. Không, phòng ươn có mấy mì là không? Phòng khác cũng có, chỉ là giống như là cái cửa sổ thôi, mở ra được nè. Đó, mở ra nhìn đường được nè cả nhà. Cái dưới đó là cái phòng khách sạn, ý là bên đây là view khách sạn đó. Bên đó nhìn ở khách sạn thấy ai. Sự ê ê. Bé nó cười quá trời kìa. Mì e đuôi. TV e qua tổng này có mì là. Con còn không ai xài có lợi dụng. Ấy là bà chị đã nói là cái người trước ở thì không có dùng, cho nên là người ta khiêng đi. Đó, cho nên là nhưng mà vẫn có tivi nha cả nhà. Đó, có tủ lạnh màu đỏ nè, tủ lạnh ngày xưa nhưng mà cổ kính đẹp quá ha. Có cái thùng, nói chung là có cái phòng cái gỗ y chang nhà Huy luôn không cả nhà. Cái giường. Nói chung là cái phòng này có ánh sáng nó đẹp à. Nó tàn có dày ha. View có sùi. View rong rem. View đu bú cha với diễn tụi cười. Chị đó nói con trai đi cái đường này là đầy luôn. Toilet này cũng có cái bồn. Thôi bồn mắn là ok set là. Cái phòng này được không cả nha. Nhỏ nhỏ, không có nhỏ. Dày đâu có nhỏ đâu. Ý là cũng được mà có cái ánh nắng nó vừa phải. Tha mà sắc pa อยู่ไหนครับมีมั้ยอ๋อสักผ้าจะจะมีถ้าซักเองก็ต้องเดินออกซอยไปทางนี้แล้วปกติจะมีแม่บ้านซักแล้วเป็นเขาจะคิดแต่ละชิ้นราคาไม่เท่ากันเดี๋ยวถ้าอยู่ตรงนั้นก็cái người giặt nhưng mà tính tiền sao để mình xuống dưới mình hỏi, nhưng mà nếu mà muốn giặt là đi thẳng vậy. Rồi sắc pa thì ươn có đây hả? Được. ใช่หรือว่าเออออกไปพอดีมันจะมีตรงกดจอดเย็นอยู่ทางนี้แล้วก็ทำอาหารในห้องก็ไม่ได้ฮะไม่เข้าเหมือนไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าถ้าซื้อไมโครเวฟหรือว่าอะไรมาอย่างเงี้ยแบบไฟฟ้าหรืออะไรก็ได้ทำเองนอกจากก็ได้แหละแค่แง่เนี้ยแค่แง่ยังไม่จบก็มีพวกไมโครเวฟหรือว่าอะไรแบบมีอยู่ถ้าแบบว่าสกุลนะคะก็ได้ที่จอดได้สัดเสียจะเข้ากันเนี้ยก็อันนี้ไม่เหมือนอพาร์ตเมนต์อันนี้บ้านครับบ้านหรืออพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะคือได้cũng là apartment luôn cả nhà, nhưng mà hồi nhìn vô thấy giống như cái nhà vậy á. Nhưng mà ở trong bên trong nó rộng lắm. Mấy mì thì tạc, tha mà tạc á, tạc sắc ta. Ở đó trong đó nó có nó sẽ có ราว ตรง ที่ เรา ไป ดู เมื่อ กี้ ที่ มัน ข้างนอก มัน จะ เป็น ข้างนอก เหรอ ใช่ ใช่ มัน จะ เป็น ราว ให้ แล้ว ก็ จะ มี ไอ้
có cái chỗ mình giặt đồ ấy, là mình giặt riêng, mình móc lên là được nha. Người ta nó móc lên được cái đó. Hơi quay cho cả nhà cái đường đi rồi. Ở trước là cái chỗ cái quán massage Huy hay làm đó, ý là hay làm cái chỗ đó. Đây nè, cái đây trong cái nhà nè đó, cái quán massage Huy hay làm bên chỗ đó được lắm. Ở trước á là cái quán massage luôn đó, giống cái nhà đó vậy nè cả nhà. Trước đó là cái quán massage, cái đường gì đó nhìn vô y như cái nhà luôn đó. Cái chỗ đó là chung cư đó cả nhà, phải nhìn vô ở dưới như cái nhà vậy á, nhưng mà ở trên là cũng cái chung cư nhỏ nhỏ vậy á. Nếu mình ở là mình đặt cọc chỗ đó 10.000 nha, chứ không phải là 2 tháng, một tháng là 9.000, nhưng mà ở một tháng vẫn được lấy lại 10.000. 10.000 là cỡ 7 triệu Việt Nam mình đó, là cái tiền mà tiền cọc á. Còn cái chỗ hồi nãy 10.000 bạc cũng 10.000 bạc, còn cái chỗ đó 9.000. 10.000 bạc là hơn tiền cái phòng Huy luôn. Cái chỗ hồi nãy á, cái chung cư mà trước cái này nè, 10.000 mà nếu vậy thì ở cái phòng mình còn được hơn, mình khỏi lấy lại tiền cọc. Tại vì cái người giúp Huy cho Huy xin lại lấy lại tiền cọc, nhưng mà tiền cọc của phòng Huy là 8.000 mà 2 tháng làm thành 16.000, là Huy được 16.000.